24. The most expensive wine. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta học bài số 24 của chương trình tiếng Anh giao tiếp. Trước khi vào bài học mới, xin mời các bạn cùng theo dõi lại trích đoạn trong bài trước và ôn lại cách sử dụng một số từ và cấu trúc câu chúng ta dùng khi đưa ra lời khuyên. Here. Yeah. What to do? I think you should go to the police. But he says I should look for him. Yes, well, he might have felt that way then. But a year is a long time. If I were you, I'd report your brother missing. Should I tell my parents about the letter? Oh, your poor parents. They must be so worried. I think you should tell them what you know. What if I can't find him? Have faith. I'm sure you will. You know your brother. You'll find him. I'll show out. Well, good luck in sleep. I don't know what else to do. Why don't you advertise in the newspaper? Put a photograph of your brother there. Somebody might recognize him. Good, I hadn't thought of that. My advice is never give up. Thank you for your help. When you find your brother, say hello to him for me. I will. Các bạn thân mến, chắc các bạn còn nhớ Anne là một người kinh doanh rượu vang, wine dealer. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ cùng Anne và Sarah, bạn hàng của cô ở Australia, đến làm việc tại một nơi sản xuất rượu, winery. Cô Anne sẽ thử một số loại rượu khác nhau và để xem có thể nhập được những loại rượu này về bán ở Singapore hay không. Chúng ta sẽ học một số từ và nhóm từ dùng khi chúng ta muốn nêu ý kiến của mình về một vấn đề gì đó, về một cái gì đó, và một số cấu trúc câu so sánh như so sánh bằng, so sánh hơn, so sánh nhất. Một số từ và nhóm từ sau sẽ giúp các bạn hiểu bài nghe hơn. White wine, rượu vang trắng. Red wine, rượu vang đỏ. Immature. Trong bài có nghĩa là rượu vang chưa đủ độ ngấu. Vine. Nho dùng để sản xuất rượu vang. Dry. Từ này có nghĩa là khô. Too much fruit. Trong bài có nghĩa là có quá nhiều vị hoa quả. World class, đẳng cấp quốc tế. Retail, bán lẻ, bán sỉ. Requirement, yêu cầu. Pricing position, chính sách về giá. To work out, động từ thành ngữ có nghĩa là tìm ra giải pháp. Vintage, trong bài từ này có nghĩa là tuổi thọ của rượu. Potential, tiềm năng. Ngoài ra chúng ta còn thấy tên của bốn loại rượu khác nhau, đó là Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, Shiraz. Mời các bạn theo dõi phim. These are our whites. Why don't you try the Chardonnay first? It's our best-selling wine.
lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest vines. It is our most popular wine at the moment. Try this Riesling. Very pale, isn't it? A lot of our customers are finding it very attractive. It's a bit too dry for our market. I think we'll leave that one. But I like the Chardonnay, I think we can serve that. Excellent. Let's try the reds. Our reds are as good as any you'll find around here. What have we got here? This is our Cabernet Sauvignon. It's very popular. A bit too much fruit at this stage. I understand it wasn't a good year for Cabernet in this district. You know your wines, Miss Lee. I try to be prepared. What's your best red? This one. Our Shiraz. And we think it's world class. It's a lovely colour. Deepest red. What vintage is this? It's 3 years old now. It'll drink well for years yet, but you can drink it right now too. And what's the price? Well, it's our most expensive wine at $50 retail. I'll think about it. It's certainly got potential, but there are a lot of wines around in this class these days. We've got a lot of competition, Tim. That's for sure. But we can work out a special price for you if you're interested. I'm definitely interested. This is very good. Sarah knows our requirements and pricing position. I'm sure you can work out something with her. I'm sure we can. Các bạn thấy là cô An trong bài này khác hẳn với cô An trong bài trước đúng không? Cô đúng là một chuyên gia nếm rượu vang, rất sắc sảo và chuyên nghiệp. Bây giờ chúng ta cùng lượt nghe. Xin mời các bạn theo dõi lại phim và xác định xem trong các câu sau đây, câu nào do ai nói. Who said what? Anne, Sarah or Tim, the winemaker? Perhaps a little immature. I think I leave that one. I try the reds. It's very popular. It's a lovely color, the deepest red. Xin mời các bạn bắt đầu xem phim và làm bài tập. These are our whites. Why don't you try the Chardonnay first? It's our best-selling wine. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest vines. It is our most popular wine at the moment. Try this Riesling. Very pale, isn't it? A lot of our customers are finding it very attractive. It's a bit too dry for our market. I think we'll leave that one. But I like the Chardonnay, I think we can serve that. Excellent. Let's try the reds. Our reds are as good as any you'll find around here. What have we got here? This is our Cabernet Sauvignon. It's very popular. A bit too much fruit at this stage. I understand it wasn't a good year for Cabernet in this district. You know your wines, Miss Lee. I try to be prepared. What's your best red? This one. Our Shiraz. And we think it's world class. It's a lovely colour. Deepest red. What vintage is this? It's 3 years old now. It'll drink well for years yet, but you can drink it right now too. And what's the price? Well, it's our most expensive wine at $50 retail. I'll think about it. It's certainly got potential, but there are a lot of wines around in this class these days. We've got a lot of competition, Tim. That's for sure. But we can work out a special price for you if you're interested. I'm definitely interested. This is very good.
Sarah knows our requirements and pricing position. I'm sure you can work out something with her. I'm sure we can. Bài tập nghe hiểu ở trên cũng không khó lắm phải không các bạn? Chúng ta cùng theo dõi lại và kiểm tra đáp án. Good fruit. Perhaps a little immature. Good fruit. Perhaps a little immature. I think we'll leave that one. I think we'll leave that one. Let's try the reds. Let's try the reds. It's very popular. It's very popular. It's lovely color, deepest red. It's lovely color, deepest red. Các bạn thân mến, như chúng tôi đã trao đổi nhiều lần trong các bài trước, khi theo dõi chương trình, rất mong các bạn chuẩn bị sẵn giấy bút để ghi lại câu trả lời cho bài tập nghe. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang một bài luận nghe khác. Xin mời các bạn theo dõi lại toàn bộ phim và ghi lại ý kiến của ba người trong phim về bốn loại rượu đã được nhắc đến trong bài này. Một số thông tin đã được điền sẵn giúp các bạn. Chardonnay, Riesling, Cabernet Sauvignon, Shiraz. Đây là tên bốn loại rượu. Các bạn thấy trên bảng một số thông tin thể hiện ý kiến của Anne, Tim và Sarah đã được điền. Các bạn hãy điền vào những chỗ trống còn lại. Đây là bài tập nghe lấy thông tin chi tiết. Các bạn hãy tập trung nghe thật kỹ và điền vào bảng trên. Chúng ta bắt đầu. These are our whites. Why don't you try the Chardonnay first? It's our best-selling wine. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest wines. It is our most popular wine at the moment. Try this Riesling. Very pale, isn't it? A lot of our customers are finding it very attractive. It's a bit too dry for our market. I think we'll leave that one. But I like the Chardonnay, I think we can sell that. Excellent. Let's try the reds. Our reds are as good as any you'll find around here. What have we got here? This is our Cabernet Sauvignon. It's very popular. A bit too much fruit at this stage. I understand it wasn't a good year for Cabernet in this district. You know your wines, Miss Lee. I try to be prepared. What's your best red? This one. Our Shiraz. And we think it's world class. It's lovely colour. Deepest red. What vintage is this? Yeah, it's 3 years old now. It'll drink well for years yet, but you can drink it right now too. Well, it's our most expensive wine at $50 retail. I'll think about it. It's certainly got potential, but there are a lot of wines around in this class these days. We've got a lot of competition, Tim. That's for sure. But we can work out a special price for you if you're interested. I'm definitely interested. This is very good. Sarah knows our requirements and pricing position. I'm sure you can work out something with her. I'm sure we can. Lượng thông tin cần phải điền trong bài tập trên cũng hơi nhiều phải không các bạn? Bây giờ chúng ta cùng theo dõi lại phim và kiểm tra đáp án. These are our whites. Why don't you try the Chardonnay first? It's our best-selling wine. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest wines. It is our most popular wine at the moment. Try this Riesling. It's very pale, isn't it? A lot of our customers are finding it very attractive. It's a bit too dry for our market. I think we'll leave that one. But I like the Chardonnay, I think we can sell that.
Excellent. Let's try the reds. Our reds are as good as any you'll find around here. What have we got here? This is our Cabernet Sauvignon. It's very popular. A bit too much fruit at this stage. I understand it wasn't a good year for Cabernet in this district. You know your wines, Miss Lee. I try to be prepared. What's your best red? This one. Our Shiraz. And we think it's world class. It's a lovely colour. Deepest red. What vintage is this? It's 3 years old now. It'll drink well for years yet, but you can drink it right now too. And what's the price? Well, it's our most expensive wine at $50 retail. I'll think about it. It's certainly got potential, but there are a lot of wines around in this class these days. Cô An đúng là một chuyên gia giỏi về thử rượu vang. Xin mời các bạn theo dõi lại những hình ảnh cô thử 4 loại rượu khác nhau và các câu nhận xét của cô. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature. Try this Riesling. Very pale, isn't it? A lot of our customers are finding it very attractive. It's a bit too dry for our market. I think we'll leave that one. This is our Cabernet Sauvignon. It's very popular. A bit too much fruit at this stage. I'll think about it. It's certainly got potential, but there are a lot of wines around in this class these days. Các bạn thấy là trong phần nhận xét của mình, cô An dùng một số từ và nhóm từ chỉ mức độ như a bit, a little, too, certainly. Ngoài ra, cô còn dùng ngữ điệu, lời nói để thăm dò ý kiến của người đối thoại. Ví dụ trong đoạn sau. These are our whites. Why don't you try the Chardonnay first? It's our best-selling wine. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest vines. Các bạn thấy là trong đoạn trên, An lên giọng ở sau từ immature để đưa ra nhận xét của mình, đồng thời thăm dò ý kiến của Tim. Chúng ta cùng theo dõi lại. Lovely. Good fruit. Perhaps a little immature? Yes, it's made from some of our youngest vines. It is our most popular wine at the moment. Try this Riesling. Chúng ta cùng chuyển sang lượt nói. Trong bài này, chúng ta thấy Anne và Sarah đưa ra ý kiến của mình về các loại rượu khác nhau. Trước hết, chúng ta cùng nghe Anne nhận xét về rượu vang Chardonnay. Sau đó, xin mời các bạn luận cùng chuyên gia của chương trình. Good fruit. Perhaps a little immature? She says the fruit is good. The fruit means the grapes used to make the wine. And she says, perhaps a little immature. Immature means too young, not ready. By saying perhaps, she's showing that she's giving her opinion, saying what she thinks. It's more polite than just saying, it's too immature. You try making some suggestions using perhaps. You'd like to come with me. Perhaps you'd like to come with me. It's time to go. Perhaps it's time to go. You're wrong about that. Perhaps you're wrong about that. Chúng ta cùng chuyển sang một cấu trúc câu khác cũng dùng để đưa ra nhận xét của mình. Mời các bạn theo dõi lại câu nói của Sarah về loại rượu Riesling. It's very pale, isn't it? Đây là cấu trúc câu hỏi dạng đuôi, tag question.
Chúng ta cùng nghe chuyên gia của chương trình giải thích cách sử dụng cấu trúc câu này khi đưa ra nhận xét của mình. By saying, isn't it, she shows she is giving her opinion. She wants the others to agree with her. Isn't it is short for is it not, which is the same as saying, don't you think? Try using isn't it with these sentences. It's hot. It's hot, isn't it? It's funny. It's funny, isn't it? Các bạn thân mến, về cơ bản, cấu trúc của câu hỏi dạng đuôi cũng rất đơn giản. Thời của phần đuôi thường phải thống nhất với thời của phần trước đó, tức là phần chính của câu. Nhưng dạng thức của phần đuôi thì lại đối lập với dạng thức của phần chính. Tức là nếu ở phần chính là ở dạng khẳng định, thì phần đuôi thì phải ở dạng phủ định. Ví dụ, it's very pretty, isn't it? Các bạn hãy tìm trong các sách ngữ pháp về cách dùng của loại câu hỏi dạng đuôi này. Sau đây là một số ví dụ minh họa khác. He's funny, isn't he? You're late, aren't you? They run fast, don't they? Như chúng tôi đã giới thiệu ở trên, and còn dùng một số từ khác như a bit, too much để đưa ra nhận xét của mình. Mời các bạn theo dõi và nhắc lại các câu sau. Good fruit. Perhaps a little immature. It's a bit too dry for our market. A bit too much fruit at this stage. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang luận cách sử dụng cấu trúc câu so sánh trong tiếng Anh. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi lại đoạn trích sau đây. It's lovely color, deepest red. Phần minh họa trên cho chúng ta thấy cách so sánh hơn và so sánh nhất với tính từ ngắn, tức là các tính từ chỉ có một âm tiết. Ví dụ từ deep, deeper, the deepest. Cũng đơn giản thôi phải không các bạn? Khi so sánh hơn, ta thêm er vào sau tính từ. Còn khi so sánh nhất, ta thêm est vào sau tính từ. Còn với tính từ dài hơn thì sao? Mời các bạn theo dõi phần giải thích của chuyên gia. The word expensive has three syllables. Ex, pen, siv. Now listen to its superlative form. Well, it's our most expensive wine at $50 retail. Most expensive. With longer words, we add most or the most to form the superlative. Repeat these after me. This wine is expensive. This wine is more expensive than that one. This is the most expensive of all the wines. Các bạn hãy đọc trong các sách ngữ pháp về cách tạo dựng câu so sánh trong tiếng Anh với tính từ dài và tính từ ngắn. Còn bây giờ chúng ta cùng luyện với hai chuyên gia của chương trình là Brandon và Michelle. Here are three potatoes. First, let's arrange them in order of size. Brenton, can you do that? I think so. There you go. So, this one is bigger than this one. And this one is bigger than this one. So, this one is the biggest. Các bạn lưu ý là với một số tính từ, ta phải nhân đôi phụ âm cuối trước khi thêm er hoặc est. Ví dụ. What else happens to the word big? It has an extra g. That's right. The extra g tells us that the word is pronounced biggest and not biggest. What's another example? Hot. Hotter. Hottest. And what's the opposite of big? Small. Small. Smaller. Smallest. Chúng ta tiếp tục luyện. Theo các bạn thì cân nặng của các củ khoai tây trên như thế nào? Có tỷ lệ thuận với kích cỡ của chúng hay không? Mời các bạn theo dõi tiếp.
Now I want you to put these in order of their weight. Oh, okay. I think this one is heavier than this one, but this one is heavier than both of the others, so it's the heaviest. Let's check. Now this one. Mm-hmm. Yeah, that's heavier. Okay. And this one. Yeah. This one's heavier than both. So it's the heaviest. What happens to the word heavy when we add the er and est endings? The y changes to an I before we add the endings. This happens with other words too. Such as lucky, luckier, luckiest. And happy, happier, happiest. Trong đoạn trên, chúng ta thấy có hai điểm bất quy tắc trong so sánh tính từ của tiếng Anh. Thứ nhất là việc đổi y dài thành y ngắn trước khi thêm đuôi so sánh đối với các tính từ kết thúc bằng y dài. Ví dụ, lucky, luckier, the luckiest. Trong trường hợp đặc biệt thứ hai là một số từ có hai âm tiết, nhưng khi so sánh chúng ta lại áp dụng quy tắc với tính từ một âm tiết. Ví dụ, happy, happier, the happiest. Theo cuốn sách ngữ pháp Oxford Guide to English Grammar, những tính từ có hai âm tiết kết thúc bằng y dài thường có dạng so sánh như tính từ một âm tiết. Mặc dù chúng ta cũng có thể áp dụng quy tắc so sánh như với tính từ dài, tức là thêm more hoặc the most. Các bạn hãy tìm đọc thêm về các trường hợp bất quy tắc như trên trong cuốn sách Oxford Guide to English Grammar hoặc một số cuốn sách ngữ pháp khác. Bây giờ chúng ta cùng chuyển sang luận với cấu trúc câu so sánh bằng. Trước hết, xin mời các bạn theo dõi lại câu sau. Our reds are as good as you'll find in this area. Cấu trúc câu so sánh bằng cũng rất đơn giản. Ta chỉ việc đặt tính từ cần so sánh vào giữa hai từ as. Ví dụ, as good as popular as, vân vân. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bài sau. Take care of yourselves and see you next time.